tránh ra đi cho tôi ngồi. Này, cô đúng là loại người không có liêm sỉ đấy. Bà cụ già như thế mà cô cũng cướp chỗ được. Tôi như thế nào là việc của tôi? Liên quan đến anh à? Trông mặt mũi như thế kia mà lại đi lấy đồ của người khác. Để tôi đứng đây xem cô làm cái gì. Anh gì ơi, lần sau anh cất đồ đạc cho cẩn thận nhá. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bị làm sao đấy? Cô ơi, hình như tôi sắp sinh rồi. Cô đưa tôi đến bệnh viện phụ sản với. Sao chị lại đi có một mình thế này? Chồng chị anh ấy đâu? Anh ấy bận lắm. Chị sắp sinh rồi, chị mau gọi anh ấy về đi. Bây giờ có gọi thì anh ấy cũng không về được. Chồng gì mà vô trách nhiệm vậy? Vợ sắp sinh mà còn không thèm về. Cô hiểu lầm anh ấy rồi. Anh ấy là quân nhân, anh ấy đang đi cứu trợ bà con ở vùng lũ. Có gọi thì chỉ làm anh ấy bận tâm mà thôi. Chị ơi, đến bệnh viện rồi đấy. Bây giờ cô đi việc của cô đi, tôi tự đi được rồi. Để tôi đi cùng với cô. Cô đi một mình tôi không yên tâm. Cô tốt quá. Cô là ân nhân của mẹ con tôi. Chồng cô đang giúp đỡ đồng bào, còn tôi sẽ giúp gia đình nhỏ của cô. Toán với. Của chị hết 1.300.000 à? Để chị chuyển khoản nhá. Vâng ạ. Em ơi, bây giờ máy chị hết pin rồi. Hay là bây giờ chị để điện thoại ở đây. Điện thoại của chị hết pin á? Nhìn đã thấy không có người dùng nổi loại điện thoại này rồi. Đi ăn quỵt tiền à? Anh quản lý ơi, anh ra đây mà xem này. Sao? Có chuyện gì đấy? Bà chị này ăn xong định quỵt tiền anh ạ. Có đúng là như vậy không ạ? Sáng tôi đi vội cũng không để ý là điện thoại hết pin. Anh cho tôi mượn điện thoại đi. Tôi gọi điện cho thư ký rồi sẽ mang tiền đến đây. Còn có cả thư ký nữa cả. Điện thoại đây. Cô gọi đi. Em à, em mang tiền qua nhà hàng Dương Đình Nghệ giúp chị nhá. Để rồi xem, tí nữa có người mang tiền đây không nhá. Vẫn còn định giả vờ nữa cả. Để chị ta rửa hết thùng rác ở trong quán là được rồi. À, ừ nhỉ. Chủ tịch, ví của chị đấy ạ. Em này, dạ. Em tìm ông chủ của quán này rồi sang nhượng cửa hàng, tiện sa thải luôn hai người này cho chị. Chị ơi, túi của chị rơi này. Tặng em đấy. Này, nhìn cái gì mà nhìn? Ra chỗ khác chơi người ta bán hàng. Nhanh.
gửi menu nhà mình ạ. Ờ Linh. Ai đây? Đây là Linh, người yêu cũ của anh. Tôi tưởng cô chia tay tôi thế nào, ai dè lại tụt dốc công phanh, đi làm nhân viên quán cà phê công ty tôi thế này. Mới làm ăn cẩn thận đấy, không tôi bảo sếp đuổi việc cô đấy. Em tưởng ai? Hóa ra là người yêu cũ của anh à? Tưởng gu thẩm mỹ của anh thế nào, trước đây lại chọn được cô người yêu cũ phèn như thế này á. Thì bây giờ anh sáng mắt ra rồi còn gì. Em mời anh chị chọn đồ ạ. Ở đây có món gì ngon nhất, đắt nhất mang ra đây cho tôi. Ôi dồi ôi, đẹp trai đấy. Em gửi đồ uống á. Ơi xin lỗi, lỡ tay. Cái váy rẻ tiền này có cần tôi đến cho không? Cô đừng có quá đáng. Quá đáng thì làm sao? Chủ tịch, sao đến giờ họp rồi, sao chị còn ở đây ạ? Cô nhân viên ở đây đau bụng nên là chị làm hộ cô đấy một lát. Vì tưởng chị là nhân viên nên là hai người này có thái độ khinh miệt, không tôn trọng người khác. Em báo với bộ phận nhân sự, hai nhân viên không có văn hóa thì sa thải đi. Yeah. Muốn đền bù váy đúng không? 3 triệu chị không đền được đúng không? Coi như hòa. Ngồi đẹp thế, cho mượn anh thử gì nhá. Hay là cho tôi nhá, màu này tôi cũng chưa có đâu nhá. Anh đến rồi á? Vâng, em ra ngay đây. Bà ở lại nhá, chồng tôi đến rồi, tôi về đây. Đẹp trai thế, đi ô tô lại còn xịn. Cái Linh số nó sướng thế nhở, không thể như thế được. Em ơi, em xem ai là bạn em nhắn tin cho anh như này là như nào. Hai bọn mày có quá nhiều thứ, mà những thứ tốt đẹp ấy thì nên chia sẻ bớt cho những người xung quanh mới đúng. Đồ của tôi cho cô ấy không phải là vì tôi thừa, mà là vì tôi coi trọng cô. Nhưng mà đến chồng của tôi, cô còn dám lấy. Không còn cơ hội mà đánh son đâu. Người như cô không xứng đáng. Tài liệu thế này mà em cũng làm được à? Để đi làm lại. Khỏi. Cái cơ bản mà em cũng làm được ấy thì không cần phải làm gì nữa. Em nghỉ việc đi. Ờ chị ơi. Em làm đơn rồi sang phòng chính. Chị cho em xin chữ ký xác nhận ạ. Công ty đuổi việc em nên là đây là tiền lương và tiền đền bù cho em. Alo bố ạ. Con không học cao học nữa đâu. Con để tiền chữa bệnh cho bố, con sẽ gửi tiền sớm ạ. Xin lỗi, vì hôm nay chị có phần quà đáng với em. Trong đây là 50 triệu. Chị hy vọng số tiền này sẽ đủ để em chữa bệnh cho bố và tiếp tục việc học của mình. Bố ơi, con đang về đây ạ. Theo bạn, nhân cách con người đáng giá bao nhiêu? Trời ơi, có ai thấy hộp phấn của em ở đâu không? Sao vậy em? Em mất hộp phấn chứ ạ. Mà không hiểu tại sao công ty của mình dạo này toàn mất đồ vặt thôi. Ai cầm chai nước của tôi rồi? Em à, anh mới mua tặng em một phấn. Nè, đây là hộp phấn của chị mà, sao em lại có vậy? Chị cứ làm như mỗi nhà chị có tiền mua phấn đi. Có chuyện gì vậy em? Chị ấy đổ ăn cho em, ăn trộm đồ của chị ấy ạ. Linh, nếu mà em không có bằng chứng, em đừng vội kết luận như thế. Tất cả về chỗ làm việc đi. Ờ, chị ạ. Bây giờ thì đã rõ 10-10 rồi nhá. Em không làm gì ạ, em chỉ thấy nó đẹp quá em xem thôi ạ. Đã có đủ tang chứng vật chứng như này rồi. Tôi không hiểu sao cậu có thể ăn trộm những món đồ vặt như này và bán rẻ nhân cách của mình như thế đấy. Chị ơi, em biết sai rồi, chị tha cho em vậy. Ăn trộm lần một sẽ có lần hai. Tôi không thể nào mà giữ một nhân viên ở trong công ty như này được. Bây giờ cậu đi đi, trả lại hết những đồ cậu đã ăn cắp lên đây. Mọi người hãy lấy lại món đồ của mình đi. Người xấu thì nhiều, người biết điều thì ít. Vậy nên hãy nhớ, tiền rách vẫn còn giá trị. Nhân cách rách rồi thì chị cũng bỏ đi.